Xin chào toàn thể quý vị đang xem trên trang fanpage của đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai. Tôi là Vũ Thị Mai và ngồi bên cạnh tôi là Trừ Phương Anh. Trừ Phương Anh có điều gì nói với mọi người đang xem trên trang fanpage của đồ gỗ Hướng Mai không? Xin chào tất cả mọi người. Con tên là Trừ Phương Anh. Con cũng là một người con của Đồng Kỵ thôi ạ. Hôm nay rất là có duyên Phương Anh sang công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai. Có một cái duyên là các cái bạn sinh viên muốn sang tìm hiểu về làng nghề đồ gỗ Đồng Kỵ. Các cái bạn mà 18 tuổi thì các bạn ấy rất là khó chọn các cái định hướng về các trường. Thế thì bác hỏi con là con đã học xong đại học rồi. Mà trường của con là trường gì nhỉ? Con là sinh viên tốt nghiệp trường đại học RMIT, là người ta hay gọi là RMIT ấy ạ. Ở cơ sở Hà Nội ạ. Ở chỗ đấy là Kim Mã. Ngày xưa mà bác có ba anh chị em thì anh đầu tiên thì anh ấy học đại học. Mà ngày đấy thì anh ấy rất là băn khoăn giữa chọn các trường. Và cuối cùng thì anh ấy chọn một cái trường đại học thể dục thể thao. Và sau đó thì anh học thêm trường kinh tế quốc dân cũng như là đại học ngoại thương. Sau một thời gian thì học một cái chương trình của Nhật. Của Nhật là cái chương trình cây du cự. Thì lúc bây giờ nó bổ sung được cái kiến thức. Thế nhưng mà có những bạn thì bác thấy là họ rất là khó khăn trong cái việc là đang học lớp 10 đến lớp 10, 12 thì bạn ấy rất khó khăn trong cái việc là chọn trường như thế nào. Bác cũng có chị con gái út ấy, ngày mà bạn ấy chuẩn bị học đi học cấp 3 ấy thì bạn ấy không biết là mình nên học cái gì, và cuối cùng thì cũng học đại học RMIT. Thế thì bác mới biết là cái việc chọn nó rất là khó khăn, không phải là các bạn sinh viên đâu mà kể cả là bố mẹ các bạn ấy cũng rất là băn khoăn. Thế còn bác muốn con chia sẻ cho bác cũng như là mọi người đang xem, để nếu mà có cơ duyên thì ai đó được nghe được xem thì mọi người có một cái định hướng hoặc định hình một cái con đường để đi, làm thế nào để có thể biết được là mình có khả năng gì và mình nên chọn những trường nào. Thực ra thì cái việc chọn trường của con nó cũng rất là tình cờ. Ngày xưa thì lúc học lớp 12 thì con cũng chỉ có một cái định hướng là con sẽ vào đại học ngoại thương. Tại vì là nếu mà nói về kinh tế thì đại học ngoại thương cái thời đấy và bây giờ thì nó vẫn là một cái trường mà có uy tín, một trong những cái trường có uy tín nhất Việt Nam về mặt kinh tế và đối ngoại. Và cái thời đấy thì con thi nhưng mà con lại không được đạt được cái nguyện vọng của mình vào đúng cái khoa mình muốn. Thế là con với mẹ con cũng tự nhiên lại có hứng đi tìm hiểu thêm một số các trường khác. Thì cũng đi trường kinh tế quốc dân rồi trường đại học ngoại giao vân vân, nhưng mà mẹ con thì cũng là người bắt kịp xu hướng nữa. Mẹ con bảo là hay là vào thử trường RMIT để nghe các chị giới thiệu xem thế nào. Thế là con cũng vào, rồi con cũng cảm thấy là cái môi trường nó cũng khá là phù hợp với bản thân mình, nó rất là tự chủ độc lập và nó cũng yêu cầu chất lượng thật. Con thấy là để tìm được trường mà phù hợp với bản thân mình thì để mà nói là từ lớp 12 mà đã biết là mình sẽ đi theo con đường nào về lâu về dài thì rất là khó. Nhưng mà những cái mà các bạn có thể cân nhắc được là thế mạnh của các bạn là cái gì. Ví dụ như là con thì con thích tính toán thì con chọn ngành kinh tế. Còn nếu mà các bạn nào mà cảm giác các bạn có thiên hướng về nghệ thuật hay là ngoại giao thì các bạn có thể chọn ngành truyền thông hay là du lịch, ngành bây giờ cũng rất là đang là hot. Vâng. Có 5 điều, tức là 5 điều để làm nên một người thành công, đặc biệt là các bạn trẻ. Ví dụ như là các cái bạn mà từ 16 đến 18 tuổi thì thường thường là khi mà mình chưa có định hướng gì thì phải suy nghĩ là sau này mình muốn mình là ai sau này. Ví dụ như là giống con nói là con thích tính toán thì con có thể làm kinh doanh. Có những người thì họ thích làm kỹ sư, làm bác sĩ, làm chính trị gia, làm thầy cô giáo. Hay là làm rất là nhiều các cái ngành khác. Thế thì khi mà mình biết được là mình muốn mình làm ai trong cuộc đời thì sau đó mình sẽ chọn trường. Ba cái điều may mắn nhất trong cuộc đời đó là khi đi học thì học gặp được người thầy tốt. Người thầy tốt là người dẫn dắt cho mình để cho mình đi đúng đường. Hai nữa là
sau đó thì chọn bạn. Nếu mà con mà con như này là con sẽ chọn được những cái người bạn cùng cái tần sóng năng lượng giống con này, thông minh tài năng, rồi cùng cùng thích làm những việc có ích, cũng như là ham học hỏi, hay là thích đi du lịch thăm thú các nơi trên thế giới. Con có thích đi du lịch không? Con có. Con nghĩ là các bạn trẻ bây giờ thì ai cũng sẽ, đa số là các bạn đều thích đi du lịch để trải nghiệm, hoặc là để tìm hiểu về bản thân mình ở những cái nơi khác, rồi những cái văn hóa vùng miền nữa. Đúng rồi, mà cái mỗi một lần có một cái nhà triết gia nói là mỗi một lần đi du lịch thì trái đất sẽ nhỏ hơn, và cái kiến thức của mình nó rộng mở hơn, và mình thấy mình sẽ hiểu biết hơn rất là nhiều so với việc là mình cứ ở nhà. Xin chào các bạn đang xem trên trang fanpage của Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai, và các bạn đã nghe hai bác cháu, đây là mình là Vũ Thị Mai, còn đây là Trừ Phương Anh. Kính chúc mọi người đang xem trên trang fanpage luôn luôn mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc, luôn luôn được năm cái điều chúc của Đức Phật, đó là sức khỏe, sống lâu, diện mạo đẹp, thành công và trí tuệ. Xin chào. Xin chào tất cả mọi người.